Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình tháng 9 của các cuộc sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đấu. Bích Phương kính chào quý khán giả cùng đại gia đình Võ Bị. Kính mời quý vị theo dõi tin tức sinh hoạt Võ Bị. Yểm trợ Đại Nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 12 tại Nam California, cũng như mỗi năm, Tổng hội Cựu sinh viên sĩ quan đã tích cực đóng góp nhân sự cùng tài chính để giúp đỡ các thương binh ở quê nhà. Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, Tổng hội trưởng đã ngỏ lời biết ơn các thương binh cùng các chiến hữu đang còn ở quê nhà. Đồng thời, Ban chấp hành Tổng hội đã trao cho Ban tổ chức Đại nhạc hội 32.090 Mỹ Kim, mà Tổng hội Cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam quyên góp được. Hội Võ Bị Hoạch Trịnh Đốn họp lúc 11 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 8. Các thành viên của hội đã họp định kỳ để hàng huyên tâm sự và thảo luận những công tác của hội. Buổi họp cũng xác nhận rằng tất cả mọi thành viên tham dự cuộc họp đều được quyền có ý kiến và biểu quyết về các quyết định của hội. Khóa 20 họp tại Nam California. Các cựu sinh viên sĩ quan khóa 20 tổ chức họp khóa vào hai ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 tại Nam California. Được biết khóa 20 có 406 sĩ quan tốt nghiệp và 124 sĩ quan đã hy sinh trên chiến trường. 95% số còn lại đã để lại một phần cơ thể hoặc đã đổ máu trên quê hương Việt Nam. Hộp khóa để nhắc nhở, giữ gìn những nét trong sáng, cao đẹp của 56 năm về trước, cùng đề cao tình tự võ bị, hầu lưu lại cho con cháu. Đại hội của Liên hội Võ bị Âu Châu Đại hội Võ bị Âu Châu kỳ thứ 14, do Liên hội Võ bị Âu Châu tổ chức, có khoảng 200 người tham dự trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2019 tại lâu đài Villebon nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Chủ ban tổ chức đại hội là cựu sinh viên sĩ quan Đặng Văn Khanh và phu nhân. Thành phần tham dự gồm các cựu sinh viên sĩ quan, thành thiếu niên đa hiệu từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và Gia Na Đại. Cụ sinh viên sĩ quan Lâm Văn Rớt, khóa 19, đắc cử chức Liên hội trưởng nhiệm kỳ 2019-2021. Cô Mai Thành Sương, tái đắc cử chức liên đoàn trưởng liên đoàn thanh thiếu niên đa hiệu. Cụ sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, tổng hội trưởng cùng các giới chức hữu trách đã phát biểu cảm tưởng và chúc đại hội thành công. Sau cùng, ban tổ chức đã hướng dẫn các thành viên thăm viếng vài thắng cảnh của nước Pháp và Tây Ban Nha. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Dưới ngọn cờ vàng với đề tài thiếu úy 9 ngày trong chương trình vừa qua, chúng tôi trình bày về thiếu ý Trần Hữu Sơn, khóa 28, đã tuyệt thực đến chết để phản đối chính sách giả dạ mang của Cộng sản. Thiếu ý chín ngày, một từ ngữ hết sức thân tình lẫn đầy tháng phục, do các cựu sinh viên sĩ quan võ bị, gọi các sĩ quan khóa 28 và khóa 29. mãn khóa, không có được một ngày phép, hăng hái lên xe của đơn vị, ra ngay chiến trường, chỉ sau 9 ngày chiến đấu họ cũng đổ máu xương và hy sinh trên chiến địa. Sau ngày 30 tháng 4, họ cũng bị giam vào các lao tù khổ sai. Sự hy sinh của họ đáng được trân quý. Mời cụ sinh viên sĩ quan võ nhẫn khóa 20. Kính chào quý vị. Khi quân khu 1 và quân khu 2 đã giải tạc, ngày 30 tháng 3 năm 1975, sinh viên sĩ quan cũng phải di tản khỏi trường võ bị quốc gia việt nam họ ngày nào đắng cay bỏ lại quân trường với những tiếng nổ kinh hoàng Khỏi đen nghi ngút họ ngầm ngồi đi trong ra đi núi tiếc đầy út kẹn khởi hành từ đà lạt xuống sông pha phan rang phan thiết đến bình tuy họ đi trong thực tự, tự với súng đạn sẵn sàng chiến đấu trên suốt lộ trình sôi sục máu lửa đầy hỗn loạn của đoàn người di tản từ cao nguyên lẫn giới tuyến tuôn về Sài Gòn. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, sự hiện diện của những chàng trai đầy sức sống với quân phục thẳng nếp, giày trần bóng loáng, nét mặt nghiêm nghị và tự tin thực sự đã đem lại cho họ thật nhiều an ủi lẫn thanh bình cho đoàn người di tạng. Đến Bình Tuy, hầu tránh hỗn loạn, đoàn người di tạng đã bị chặn lại và tất cả vũ khí cụ bị đơn vị trách nhiệm thu giữ ở cộng vào thị xã. Chỉ trừ một đơn vị duy nhất đó là tượng võ bị quốc gia Việt Nam. Giới hữu trách, tiến tượng tuyệt đối với tinh thần kỷ luật lẫn trách nhiệm của các sinh viên sĩ quan. Sau đó, tất cả sinh viên sĩ quan được không vận về Long Thành, một cuộc chuyện quân vô cùng thực từ và kỷ luật. Các phi công đã phải khâm phục và thốt lên rằng, chúng tôi chuyên trợ rất nhiều đơn vị, nhưng chưa có đơn vị nào kỷ luật như các sinh viên sĩ quan của võ bị Đà Lạt. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đầy khó khăn, sinh viên sĩ quan vẫn tuyệt đối tôn trọng kỷ luật của quân đội. Về đến Long Thành, tình hình chiến cuộc càng khốc liệt, đất nước đang hồi lâm nguy, các đơn vị quân đội cần bổ sung nhân sự. Chính phủ quyết định cho sinh viên sĩ quan hai khóa tạm và chín ra trường. Trưa ngày 21 tháng 4 năm 1975, lễ mạng khóa đã được tổ chức thực đơn sơ tại vụ đền trường của trường bộ binh đủ thủ đức. Một lệ mạng khóa chưa từng có trong lịch sử của trường võ bị quốc gia Việt Nam tất cả sinh viên sĩ quan mặc quân phục tác chiến với nón sắt và giày trần. Buổi lễ không có chiên trọng cùng tiếng sáo của đêm truy điệu, không có tiếng kèn trúc quân cùng kiếm công tăng bồng ngô thị, cũng chẳng có đại lệ trắng với gù voi đỏ. Đất nước lâm nguy, trường võ bì quốc gia Việt Nam không đủ thời gian để tổ chức một cuộc lễ mạng khóa có đầy đủ nghi lệ truyền thống cho những đứa con yêu của tổ quốc. Trung tướng Nguyễn Bảo Trì, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, đại diện tổng thống Việt Nam Cộng hòa gắn cấp hiệu thử ý cho hai thủ khoa. Sau đó, các tân sĩ khoan phải tự gắn cấp hiệu thử ý cho chính mình và nhận chiếc quân xa của các đơn vị đã đợi sẵn để lập tức đưa họ ra ngay chiến trường. Họ đã tiền tuyến trong lặng lẽ, vội vã, không một ngày phép, không một lời từ dạ hoặc được nhìn cha mẹ và người yêu. Họ lên đường thực hào hùng nhưng cũng đầy ngầm ngùi luyến tiếc một số phóng viên ngoại quốc tham dự lệ mạng khóa đã kể lại cho nhau nghe về cuộc xuất quân đẩy bi tráng này. Rằng Lactegui và Jean Ta là hai phóng viên người Pháp, dù không có cảm tình về cuộc chiến chống cộng ở Việt Nam vì do người Mỹ yểm trợ. Nhưng rất rằng cũng đã phải viết lên những lời vinh danh lựng cấp vục những sĩ quan vừa mạng mạng khóa. Lactegui đã viết, Ta cho tôi biết đã quay phim cạnh các sinh viên sĩ quan của trường Võ Bị Đà Lạt đang tiến ra tuyển đầu như là đơn vị trừ bị sau cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã từng trải qua cạnh này vào năm 1940, khi tôi cùng các sinh viên sĩ quan khác nhận lệnh để tiến lên bảo vệ cây cầu trên sông Loa. Và rằng là tôi quy viết tiếp, Cuga ta Cuta phỏng vấn họ với lỗi họ thực phụ vàng và tàn nhận được trái đầy bởi tấm lòng quý mến. Cú ta đã nói với các tân thiếu úy các anh đang đi tìm cái chết một thiếu úy giọng giặc đáp đúng vậy Cú ta hỏi tiếp tại sao vậy mất hết rồi một thiếu úy nhanh nhảy đáp tại vì chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản cho nên Lạc Tây quy đã phải kết luận và một cách dũng cảm những người trai trẻ của trường võ bị đà lạt trong những bộ quân phục tươm tức thẳng nếp dày trần đánh si bóng loáng đang tiến lên tuyến đầu với tinh thần vì quốc vong thân, họ chỉ thiếu kinh đón đại lệ và đôi bao tay trắng. Thực vậy, các tân sĩ quan của hai khóa học và 29 đã hăng ngãi xuống va vào trận chiến được chỉ ngày thì miền Nam bị bất tự. Họ là những chàng trai Việt có lý tưởng quốc gia, đang lúc tục tổ quốc lâm nguy, nên họ rất hạnh diện có cơ hội xuống trận. Theo gương của các bậc đảng anh, họ hiên ngang, vậy vùng trên trận địa để bảo vệ tổ quốc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ cũng bị giam cầm, hành hạ trong các trại lao động hộ sai của Cổng Nô, nhưng họ không bao giờ khuất phục kẻ thù của dân tộc. Dù chỉ xuống pha từng bạc có chỉ ngày, nhưng họ cũng đã hiến dân máu, xương hoặc cả thân xác cho non sông Việt Nam. Họ đã hào hồng chấp nhận mọi hy sinh giá khổ cùng chỉ vì chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản mà họ đã hằng tự hào. Trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc.sbtn.tv Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.